khi mà bạn tuyên bố một cái lập luận á mà có trong sách được tác giả đề cập tới á, thì bạn có 100% độ tự tin để mà nói lên cái điều đó. Nhưng khi mà lập luận của bạn á không đồng nhất với tác giả thì hầu như bạn không còn cái sự tự tin để mà nói ra cái điều đó, thậm chí á là nói không ra hơi nữa. Mình bị rồi. Ok, chào mừng tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Chuyện là gần đây thì mình có đọc được một quyển sách mang tên là Yêu của tác giả Osho. Cuốn sách mang lại cho mình một góc nhìn hoàn toàn mới luôn. Mà mình đã có làm một chiếc clip review về cuốn sách rồi nên clip này mình sẽ không đi quá sâu vào cảm nhận của bản thân về cuốn sách nữa. Bên cạnh góc nhìn mới á, thì sách còn khiến mình gần như bị mâu thuẫn trong suy nghĩ luôn. Có rất là nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu mình á, dẫn mình tới một cái thắc mắc lớn á, là mình có đang tôn sùng sách một cách quá đà không? Trước khi đi tiếp với video của mình thì sẽ là không liên quan nhưng cũng cực liên quan luôn. Đó là nếu các bạn cảm thấy thích video của mình á, thì đừng quên hãy like, share, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Cái này thì mình không có ép được, mình chỉ nhắc sợ trường hợp mọi người quên thôi đó. Nhắc tới những quyển sách chuẩn mực á, thì tất cả chúng ta luôn có một cái suy nghĩ căn bản nhất á, đó là nội dung nằm trong quyển sách là luôn đúng. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình muốn bổ sung thêm một cái chi tiết á, đó là cái luôn đúng á, nó không độc quyền đâu các bạn. Nó không giống như một bài hát, bạn muốn cover lại thì bạn phải có sự cho phép của bên sở hữu bài hát. Hay là nó không giống như sự thật trong Thám Tử Lừng Danh Conan, chỉ luôn có một. Cái luôn đúng á, nó không thuộc về bất cứ một cá nhân cụ thể nào hết á. Điều đó có nghĩa là ý kiến của tác giả và ý kiến của người đọc cũng có thể đúng, cũng có thể hợp lý mà không cần phải chọn ý kiến của ai là người đúng nhất cả. Cũng giống như việc đọc bảng chữ cái, chữ A phải đọc là chữ A, không được đọc là chữ B hay là chữ nào khác. Và có lẽ trong nền văn hóa của chúng ta được giáo dục là một điều nhịn bằng chính điều lành, tuyệt đối không được tranh cãi, phải giữ hòa khí. Từ đó thì chúng ta ngại đưa ra ý kiến của bản thân mình á, rồi từ từ chôn chúng đi luôn. Ta có tôn sùng sách một cách quá đà không? Thật ra thì câu hỏi này mình không chỉ muốn hỏi riêng cho tất cả các bạn đang đọc sách nói chung, mà mình còn luôn tự đặt câu hỏi cho bản thân mình nữa. Sự thật là ta được giáo dục trong một cái nền văn hóa là tiên học lễ, hậu học văn. Thầy cô là những người truyền đạt những bài học, những con chữ cho ta. Ta phải luôn kính trọng thầy cô của mình. Vì vậy trong vô thức là ta luôn mặc định thầy cô ở thứ bậc cao hơn ta. Điều đó không sai nhưng mà không đồng nghĩa với việc là bạn tự đánh giá thấp những cái quan điểm, những cái ý kiến của bản thân mình. Bạn có những ý kiến, những quan điểm riêng của bạn mà. Rõ không? Và đối với mình thì những quyển sách như người thầy, người cô truyền đạt bạn những bài học quý giá cho mình vậy. Và quyển sách đó thì phải phù hợp với tiêu chí nền văn hóa chúng ta đang sống thì quyển sách mới được phát hành và truyền thông đi rộng rãi. Ít ra là đối với những cái cuốn self-help mà mình đã chọn. Chính vì vậy, những quyển sách đó dường như đã tạo ra một cái áp lực, một cái bức tường vô hình nhưng mà mang lại sức nặng không tưởng lên nhận thức của tất cả chúng ta. Và vì quyển sách lần này mình đọc thuộc thể loại self-help, nó không thiên quá nhiều về những thứ mà mình không biết á, mà quan trọng ở đây là từng nghiệm. Mà mình thì có cái nghiệm của riêng mình. Cái đúng á, nó không cứng nhắc đâu. Thay vào đó, nên là cái hợp tình hợp lý của trải nghiệm sống. Bạn có cần phải đồng ý 100% với những nhận định, ý kiến của người khác không? Thật là cười khi mà hỏi câu này ha. Vì ai mà không biết á, là tất cả chúng ta ai cũng khác nhau về hoàn cảnh sống, trải qua những chuyện khác nhau, từ đó có cách nhìn đời riêng. Vì vậy không ai là hoàn toàn đồng ý 100% với ai cả. Tuy nhiên khi mà vận dụng cái điều đó vào sách á, một vật mà chúng ta phải chi tiền ra mua, một vật được cho là luôn đúng và luôn được mọi người ca tháng và bàn luận á, thì cái lập luận bên trên có phần bị lung lay. Khi mà bạn tuyên bố một cái lập luận á mà có trong sách được tác giả đề cập tới á, thì bạn có 100% độ tự tin để mà nói lên cái điều đó. Nhưng khi mà lập luận của bạn á không đồng nhất với tác giả thì hầu như bạn không còn cái sự tự tin để mà nói ra cái điều đó. Thậm chí á là nói không ra hơi nữa. Mình bị rồi. Như trong cuốn Yêu của tác giả Osho đi. Ông đã đề cập tới á, đã mới có thể bước vào tình yêu đích thực á, thì bạn phải kết bỏ hoàn toàn cái tôi đi. Đọc tới đó thì mình confused dữ lắm. Mình suy nghĩ rất rất nhiều. Mình nghĩ là tại sao phải gác bỏ cái tôi đi? Không thể dung hòa giữa tình yêu và cái tôi hả? Nếu mà không có cái tôi á, thì bạn sẽ hoàn toàn bám víu vào đối phương, lệ thuộc vào đối phương, rồi lỡ gặp những tên đùa giỡn trong tình cảm đi,
thì chỉ có cái tôi mới giúp bạn vùng vẫy mà thoát ra mà thôi. Lúc đó thì mình suy nghĩ hoài luôn. Thậm chí tới cái mức là nếu mà mình không giải quyết được vấn đề này, nếu mà không có một cái giải pháp cụ thể thì mình không thể nào mà tập trung để mà soạn tiếp những cái video, những cái content tiếp theo cho kênh YouTube của mình nữa. Rồi sau một lần xé nháp để mà ghi lại những cái điều băn khoăn của mình về sách á, thì mình rút ra một cái kết luận, đi tới một cái kết luận là: à Ký à, mày không có cần phải nhất thiết đồng ý 100% với những nhận định của tác giả, mày cũng có những nhận định riêng của mày mà Ký. Cũng giống như cái câu là nhân chi sơ tính bổn thiện của Khổng Tử đi, thì cái câu đó quá viral rồi, rất rất nhiều người biết rồi. Nhưng mọi người có biết một cái version khác đi ngược lại hoàn toàn với cái câu đó của Khổng Tử, nhân chi sơ tính bổn mát, được nói ra từ Tuân Tử không? Ông cho rằng là bản tính con người sinh ra vốn đã ác rồi, nhờ được giáo dục và được những cái quy tắc xã hội đạo đức kìm kẹp nên mới trở nên lương thiện thôi. Giải thích xong thì mọi người cũng thấy hợp lý ha. Rồi mọi người là băn khoăn là không biết câu nào đúng nha. Đó, như mình nói ở đầu thì cái đúng nó không độc quyền đâu mọi người. Ở một vài chuyện không phải người này đúng thì đồng nghĩa với việc kẻ kia sai đâu. Ở đây không nằm ở ngưỡng đúng sai của sự việc nữa. Và vào cái thời điểm mà mình cách cái thời điểm mình soạn video này được 2 tuần thì mình có đọc được một quyển sách khác, không hoàn toàn không hề liên quan gì tới cuốn Yêu của tác giả Osho cả. Thì mình đã tìm được một cái câu trả lời theo mình là thích hợp nhất cho bản thân luôn. Đó là mình hiểu lý do tại sao mà tác giả Osho khuyên chúng ta là nên bỏ cái tôi đi trong tình yêu đích thực. Vì khi mà cái tôi quá cao á, thì vừa gặp một xíu trở ngại, bạn sẽ liền bỏ cuộc, chấp nhận đi song song với người mình thích, thu mình lại. Nhưng mình sẽ không bỏ cái tôi của mình khi yêu ai đó đâu. Vì lỡ mình yêu chúng một kẻ không biết trân trọng tình cảm của bản thân, một cái cợt nhã, một kẻ đùa dẫn tình cảm với bản thân thì sao? Khi yêu thì con tim sẽ mù quáng, chỉ có cái tôi là đủ tỉnh táo mà có thể vớt bạn ra được trong những cái tình trạng như vậy mà thôi. Đó là câu trả lời của mình. Mình sẽ hạ cái tôi xuống chứ, nhưng mình sẽ không bỏ cái tôi của mình khi yêu ai đó đâu. Tới đây thì mình xin phép nói thêm là trước đây thì mình cũng là một cái con người hay sợ sai. Từ khi làm YouTuber về phát ngôn rồi thì mình lại hình dung nỗi sợ ấy hơn bao giờ hết. Mình luôn ý thức những điều mình nói có phù hợp hay không. Do vậy mình rất là ngại đi ngược với số đông. Dù biết là đám đông chưa chắc đã đúng, ý kiến riêng lẻ thì sai, nhưng mà trước mắt thì sức mạnh của đám đông nó đã trấn áp đi tinh thần của những cá nhân riêng lẻ rồi. Và thú thật, đây là một trong những lần hiếm hoi mà mình đi ngược lại ý kiến với một tác giả nào đó. Nhưng giờ thì mình hiểu là mình cũng có những ý kiến, những quan điểm của riêng mình, những trải nghiệm sống của riêng mình. Mình cảm ơn vì đã cho cơ hội mình làm YouTuber để nói lên những cái điều này. Vì thú thật, nếu mà không làm video thì dù có cái suy nghĩ như vậy chứ, nhưng mà mình sẽ không có cho cơ hội để bản thân mình đi sâu vào những cái suy nghĩ này. Dù có những cái suy nghĩ, nhưng mình sẽ không có động lực mà đi tới cùng với nó. Nên là mình cảm ơn bản thân. Giờ thì dám hay không đối với mình không còn là câu hỏi nữa. Ok, video của mình tới đây đủ dài rồi. Mong rằng các bạn sẽ thích chiếc video này của mình. Và nếu mà thích thì hãy share những cái chiếc video này để mình có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kansiki. Các bạn có thể để lại tin nhắn hoặc là comment trực tiếp phía bên dưới cảm nhận của các bạn sau khi xem hết clip của mình, cũng như là chủ đề mà các bạn mong muốn mình thực hiện. Mình sẽ note lại và mình rất rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và xem hết clip của mình nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.